Báo ân 7 ngày. Có một vị Bồ Tát ẩn cư trên núi cao tu hành. Vì tấm lòng đại từ đại bi của Ngài thương yêu chúng sinh đau khổ sinh tử, thành tâm thiền tịnh tu luyện, theo đuổi đại giác ngộ. Nhưng có một điều trở ngại việc tu luyện của Ngài, đó là một con rận. Thường xuyên ẩn náu trên quần áo của vị Bồ Tát. Mỗi khi vị Bồ Tát đi sâu vào trong thiền tịnh, con rận hay quấy nhiễu làm phiền Ngài, khiến Bồ Tát khó lòng tịnh tâm. Thường thì Bồ Tát rất khó đi vào thiền tịnh lắng sâu vì bị cơn ngứa ngáy làm gián đoạn, không thiền tịnh được. Thế là vị Bồ Tát nhất định phải tìm được con rận phá rối đó. Một ngày kia, Bồ Tát tìm khắp trên cơ thể, con rận lẫn trốn, chạy đi chạy lại. Mất rất nhiều thời gian, Ngài cũng bắt được nó. Khi Bồ Tát chuẩn bị bóp chết nó, trong lòng bỗng phát tâm từ bi thương hại. Rận ơi là rận, mi cứ trốn trên người ta cản trở việc tu hành. Ta để mi ở đây, mi hãy tự biết lấy thân đi. Nói xong, Bồ Tát nhẹ nhàng đặt con rận xuống đất trên một đống hài cốt lâu năm. Con rận may mắn thoát chết, sống trong hài cốt được 7 ngày, tìm thấy không ít thức ăn, ăn xong liền tự mình bỏ đi. Sau đó trải qua nhiều kiếp, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần việc chết đi sống lại. Cuối cùng vị Bồ Tát đã tu luyện thành Phật, biến thành một vị Thích Tôn. Và một đêm nọ, tuyết rơi mịt mù trắng xóa, trên đường không một bóng người. Lúc này, có vị trưởng giả kêu gọi Ngài Thích Tôn rằng muốn xin được phụng dưỡng Ngài cùng hàng ngàn tăng chúng để được tăng trưởng phước huệ. Gia quyến trưởng giả thành khẩn cúng dường, rất ư là nhiệt tình. Bảy ngày thấm thoát trôi qua, nhưng tuyết càng rơi càng nhiều. Đường xá đều bị tuyết che lấp, không thể đi lại được. Thích Tôn nói với các đệ tử, chúng ta phải trở về chùa thôi. A Nan nghe thấy hoảng hồn, trưởng giả có thiện chí cung kính với ta như vậy, chúng ta nán lại vài ngày nữa không được hay sao? Bây giờ chúng ta trở về chùa, cũng không thể cất thực hóa duyên nơi khác được. Thiện chí của trưởng giả đã viên mãn rồi, không thể cúng dường chúng ta được nữa. Thế là Thích Tôn cùng hàng tăng lữ vượt cơn bão tuyết mịt mù trở về chùa. Ngày hôm sau, Thích Tôn gọi A Nan đến và nói với anh rằng, anh hãy đến nhà trưởng giả khất thực xem sao. Dứt lời, A Nan đến trước nhà trưởng giả, đứng yên cầm bát khất duyên. Người giữ cửa trông thấy cũng không lập tức bẩm báo cho chủ nhân, cũng chẳng nói năng gì cả. A Nan đứng lặng một hồi lâu, người giữ cổng vẫn đứng yên bất động. A Nan thấy thí chủ không hề quy định bố thí, bèn quay trở về chùa thuật lại sự việc cho Đức Phật nghe. A Nan nghi ngờ hỏi, thật là kỳ lạ quá, thái độ của ngày hôm qua và hôm nay khác hẳn. Đức Phật bèn thuật lại nhân duyên trong quá khứ về việc con rận, sau đó nói với A Nan, A Nan, con rận đó chính là trưởng giả của ngày hôm nay, vị Bồ Tát kia chính là ta. Vì thế trong 7 ngày qua, trưởng giả dùng sơn hào hải vị cúng dường chúng ta đã viên mãn nhân duyên kiếp trước. 7 ngày đã qua đi rồi, tâm nguyện của trưởng giả đã trọn vẹn rồi. Bây giờ người đã hiểu rồi chứ?